Xin chào các bạn, em là Hiếu Tô. Hôm nay em lại đang nhận sửa chiếc màn hình trần mà nó bị hỏng cái lớp phân cực này. Thì những con đời tầm khoảng chục năm trở lên ấy, thì nó hay bị hỏng những cái này. Thì để sửa cái này phải tháo được cái màn hình ra, mà tháo cái màn hình ra thì phải tháo được cái màn hình trần này ra thôi. Để em hướng dẫn các bác cái tháo luôn. Các bác có dùng cậy nào, cậy vào bên, cậy vào bên này, cậy nó ra. Đó. Cậy ra các bác nhìn đây có con ốc. Để em tháo rồi tháo cho nó nhanh. Bên này thế, bên này cũng cậy vào đây. Đây còn ốc, tháo được con ốc ra thì bước tiếp theo các bác giật cái nắp ngoài ra này. Đấy, giật nắp ngoài ra thì nó đơn giản thôi. Nó chỉ có 4 con nở màu xanh. Đó. Em cũng giật sẵn rồi. Đây các bác nhìn thấy là 4 con nở màu xanh này. Nó khá là chắc đấy. Em thấy là nó khá là chắc. Bây giờ tháo cái rắc này ra. Ok. Sau khi tháo cái rắc này ra thì chiếc màn hình bây giờ nó đơn giản rồi. Tháo 4 ốc ra. 4 ốc ra. Đó. Thế là sẽ tháo cái màn hình này ra thôi. Tháo cái màn hình này ra thì bắt đầu nên mới thao tác để tháo cái phần này ra để sửa thôi. Sửa nó cũng mất khá lâu thời gian. Khi tháo được 4 con ốc rồi nhá, nó còn ở đây, nó còn cái nẫy này. Đó, nẫy này các bác phải bóp, dùng cái kìm bóp hai bên. Đây em hôm nay em không quay được cái cách bóp như này, nhưng các bác như này, dùng kìm bóp hai bên thì nó sẽ bật cái này xuống. Các bác phải đỡ nhé. Tháo ốc thì không cần phải đỡ, nhưng mà khi bóp được hai cái nở này, các bác phải đỡ cái màn hình để không tránh trường hợp nó rơi xuống. Ok, em ơi. Dạ vâng. Ok, sau khi em khoảng gần một tiếng thì đấy em sửa xong. Đã màn hình đã lên rất là đẹp rồi. Nó không bị quầng quầng như trước nữa. Các bác có thể nhìn thấy chữ nó rõ nét. Đây là cái màn hình trần. Em đang trong quá trình lắp vào. Đây là mấy cái bóng hồng ngoại, nhưng mà các bác chú ý nhé, cái nào con này nó nghe bằng cái tai nghe hồng ngoại nhé. Và nó có phải có điều khiển để nó điều khiển để tắt mở tính năng như nào đấy. Đại loại là phải có điều khiển. Ok. Cảm ơn các bác đã xem video. Nếu mà các bác quan tâm đến cái dịch vụ sửa chữa này của em thì liên hệ ngay với em nhé. Em chào các bác ạ.